Xin chào anh em bạn bè gần xa nha. Hôm nay Thanh Tú xin giới thiệu với anh em một cái chiếc radio cassette đến từ thương hiệu Aiva. Chiếc này nó có cái model là TBR205 nha anh em. Chiếc này thì nó rất là cổ rồi. Thì Thanh Tú tìm hiểu trên mạng á, nó thông tin nó được là nó sản xuất vào năm 1972 nha anh em. Con này thì nó rất là nồi đồng cối đá, bộ cơ sắt rất là chắc chắn. Chiếc này vẫn dùng curo vải nha anh em. Đó, quan trọng nhất là dây curo vải nó mới làm được tua tới tua lùi. Dây cao su thì nó không có làm tua tới tua lùi được đâu nha. Thì tình trạng chiếc này rất là đẹp à, về cũng rất là đẹp. Cái tem trên cửa băng của nhà sản xuất nó vẫn còn luôn. Logo anh em nhìn thấy nè, rất là đẹp luôn, mới tin. Con này mặt sóng dọc có 3 băng sóng AM, FM và SVK. Chữ trên đây cửa băng nè anh em, nó còn auto stop cassette radio cassette recorder vẫn còn luôn nha. Thường là mấy cái này là nó phai, nó mất cái chữ trắng này nha, nó còn chữ đen nha. Đây là núm màu đỏ, này là núm blind đèn. Khi mà mình sử dụng radio mình mở mình bóp nó sẽ sáng trên mặt sóng dọc này dọi xuống. Đây là công tơ số nè anh em. Rồi phím bên đây là phím gạt volume xuống lên xuống cổ nha, dạng chỉnh kéo cần gạt. Đây là volume, đây là tông, đây là cần chuyển mạch radio cassette và chế độ nghỉ nè anh em, nó có ghi nè. Đó, đây là cái núm tuning dò sóng, nó bằng kim loại nha anh em. Đây là đồng hồ vu. Đây là mic. Rồi. Phím cassette của nó làm rất là đẹp luôn. Đó, anh em nhìn phím cassette rất là đẹp nha. Kết hợp nhôm và nhựa nha. Mà nó làm chi tiết đẹp lắm. Rồi đây là ba băng sóng AM, FM và SVK nè. Chữ trên đây còn hiển thị nè, TBR205 nè, Aiva nè. Rồi nghiêng cho anh em xem bên đây. Cổng kết nối ở đây, con này nó có AUX nha anh em. Cổng AUX kết nối ở đây, con này cổng này cả AC. AC 110V. Bên đây. Nút này là cần gạt monitor 12012. Cổng này là cổng DC 6V. Đây là má hồi nhôm, nó có chạy viền nhôm rất là đẹp nè. Ở trong cũng là má nhôm nhưng mà nó là sơn đen nha. Rồi mã siêu quay sách đó còn rất là đẹp. Rồi phía sau đó, mặt lưng ở phía sau mới tinh luôn em, nghiêng cho anh em xem nè. Phần nhựa nó rất là đẹp, mịn ha. Thông số kỹ thuật nó còn 205 đó. Rồi ở đây anh em, nó có ghi nè, con này chạy 6 viên pin đại nha. Nó đóng 6 viên pin đại trên cái mặt ra mặt lưng của đài nè. Chữ nó ghi ở đây. Đây cho anh em xem nắp pin. Mở nắp pin ra cho anh em xem. Con này lò xo pin rất là mới luôn nha. Con này chạy 4 viên pin đại. Cái số sư ghi của nó vẫn còn luôn nè anh em. Cái tem nó dán ở đây. Rồi tạm thời đóng nắp pin lại. Rồi bây giờ là Thanh Tú giới thiệu với anh em sơ lược là như vậy. Chiếc đài rất là đẹp, rất là bắt mắt ha. Nhìn nó rất là giá trị anh em. Cổ điển, màu đen, kết hợp viền nhôm để tạo điểm nhấn. Đây cũng viền nhôm đó nè. Rồi bây giờ Thanh Tú xin test radio trước tiên nha anh em. Đây là chế độ nghỉ nè, mình kéo kính giữa là radio nè. Chiếc đám này thì riêng đối với Thủ Đức á, thì đây còn là cơ chế để cho thành phố Thủ Đức hoạt động. Cho nên là tôi đề nghị là nhanh chóng nghiên cứu Hồ Chí Minh anh em hoạt động rồi tổ chức lại kênh AM em đó tiếp theo nè. Xong tôi biết tha tập phần này mình xong tập phần này bởi người Việt đọc kỹ rất khi dùng. Đại biển Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia lo củ từ móng ngựa, tốt nhất lo bầu dục nha. Để sản xuất xi măng, tiếng nó rất là nét, xi măng Long Sơn chi tiết lắm. Đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền của Pháp XNA gửi 5388 để đăng ký nhé. XNA gửi 5388 rất là nét luôn, sóng rất mạnh nha. Cậu có sách gì hay không? Và radio rồi. Radio. Nếu mà chúng ta dùng trong vòng vài tuần hoặc 1-2 tháng thôi thì cái hiệu quả của nó chưa cao vì ta cần phải có cái thời gian dài để nó tăng cường. Rồi bây giờ Thanh Tú sẽ chuyển sang FM nha. Thông thường. Đây, nút bấm là mình chuyển sang FM nè. FM thì mình phải kéo anten lên anh em.
à, kéo anten lên và mình nghiêng nó góc độ là 45 độ nha anh em. Đó. Mình chuyển gì cũng được nè, đó. Mình nghiêng gì nè anh em cho nó dễ bắt sóng nha. Rồi bây giờ anh Tú chỉnh radio nha. Trở về 76 nè. Cậu chuẩn để mà tăng cường sức khỏe. Vâng, cái này thì cháu có thể trả lời luôn bác ạ. Bác có thể là liên hệ trực tiếp tới cái số điện thoại là 0909857799 tiếp bác ạ. Vâng, cơ cấu mạnh mẽ ứng kiến nông nghiệp góp phần quan trọng vào công cụ phát triển kinh tế xã hội nói chung và xây dựng nông thôn mới nói riêng. Xã Mông Thọ là xã vùng ven của huyện Châu Thành, diện tích tự nhiên 1.509,62 ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp 1.333 ha, đất dùng chuyên canh mưa và khi nguồn nước đảm bảo cung cấp ổn định và theo đây là đài VOV giao thông chuyên môn tiếng rất nét anh em ơi. Thưa quý thính giả, có một nghịch lý xảy ra nhiều năm qua tại vùng sông nước đồng bằng sông Cửu Long, đó là tình trạng được ngân nga những tâm hồn đều bảo kim sắc quang lên đàn. Rồi tiếp theo vào ra tiếp theo với nhiều trận cầu dẫn qua các buổi tường thuật trực tiếp. Đồng hành cùng bạn trên sóng IM FM. Theo bà, với bao nhọc nhằn vất vả, dành trọn tâm tình vào từng chiếc bánh, bánh đã không phụ lòng người. Thương hiệu bánh phồng nếp, bánh phồng mì của tổ hợp tác Phước Đạt hiện đã có mặt tại nhiều địa phương trong nước, nhất là thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Thậm chí nhiều du khách Việt kiều khi về nước cũng tìm mua, gợi nhớ chút tình quê hương. Tiếp theo. Đài Tiếng Nói Việt Nam phát từ thủ đô Hà Nội. Kênh VV 102.7 á. Ai thì không biết, nhà chị thì nó không quá đáng, nhưng mà nó đủ xây sở gia đình. Chị cũng tính làm nghề này luôn đó, nhưng mà để coi thời gian với cái ổn định hay sao chứ. Theo mà lớn tuổi mặn nghề này luôn cũng được. Làm nhiều thì mình hưởng nhiều. Rồi tiếp theo. Mình làm hết thì mình hưởng. Xin lỗi nha, đài này là 102.7, đài nãy là truyền thanh Tân Hiệp nha. Rồi, SVK nè, đứng tên đứng lên. Đài Indonesia, Udo, Monayakan, rồi như vậy thì Thanh Tú đã test hoàn hảo cái chiếc đài về cái phần mà radio. Rồi bây giờ Thanh Tú xin lấy pin nha anh em. Mình lấy pin ra để mình test điện AC nha. Rồi số seri của con này là quay gần giùm luôn. 3 3 1 2 0 1 9 6. Rồi bây giờ Thanh Tú xin test điện AC anh em ơi. Cắm điện AC nè. Rồi sẵn đây Thanh Tú test phần line luôn. Con này hát lên rất là hay. Con này là radio tuyệt vời quá anh em. Aiva nó làm radio sống mạnh lắm. Rất là nét luôn. Bởi cái lo nó là lo từ móng ngựa, mà lo oval nữa.
lo bầu dục. Rồi bây giờ Thanh Tú xin chuyển ga đô nè ha, trở lại để mình mở ra lên ha. Đó, qua đèn đây nè. Quên thử cho anh em nữa nè. Khi mở radio á, bóp đèn này sáng nè nghe anh em. Ha. Nè. Ban đêm nó sẽ sáng lắm. Tại vì ánh sáng Thanh Tú quay ngoài trời á, ánh sáng nó lớn hơn. Nè. Rồi ok. Thanh Tú đã test hoàn hảo. Nga phạm tội khủng bố và nhiều khả năng phải đối mặt với án tù chung thân. Vừa test phần lên xong. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường khẳng định nước này sẽ mở cửa. Rồi bây giờ Thanh Tú chuyển sang cassette, test cassette cho anh em nha. Con này nó có cái điểm hay mà Thanh Tú rất là thích, bản thân mình cảm thấy rất thích, đó là cái phần mà auto stop anh em. Nó có cái chức năng ối băng ra, nó tự động auto stop ối băng ra rất là hay. Rồi bây giờ Thanh Tú con này quan trọng là cua ro vải và tua tới tua lùi nha anh em. À, Thanh Tú tua lùi cho anh em xem nè. Đây tua đây anh em, gắn vô cua vô cao ro cao su vô thì dài, nó không có tua lùi được mà nó dài từng mình hát được khoảng chừng 5-10 cuốn băng là nó sẽ mài mò cái dây cua ro và nó sẽ trở thành nhớt auto stop nè. Đó anh em thấy không? Rồi giờ Thanh Tú tua tới nè. Này nãy là tua lùi đây nè, đây là tua tới nè. Nó bật rất là mạnh nha anh em, lò xo nó búng mạnh lắm. Đó, tua tới tua lùi hoàn hảo nha. Giờ Thanh Tú tua lùi lại một lần nữa nè. Con này tua lùi im ru luôn, rất chuẩn luôn. Rồi tắt nè. Đó. Bây giờ play nè. Anh nói rằng anh sẽ
Top ối băng ra. Đó, anh em thấy bật rất mạnh luôn. Mê cái chỗ đó đó. Rồi bây giờ Thanh Tú test tiếp một cái đoạn tân cổ giao duyên nha anh em. Tôi nghe thoáng qua hồn mình vừa thành một cung vương. Quân vương giữa hoa rừng lòng bàng hoàng nhớ người thương. Và mơ ước mai sau khi nước vua về cho giai nhân ngóng đợi chỉ một thành trinh nữ thôi. Anh không phải đứng quân vương, anh không có vàng son cành trinh nữ trổ qua trên vùng đá soi khô cả.
trong tay lá im liềm say ngủ anh nhớ mi em thêm đi mong đêm nào thêm một chút nữa. Thanh Tú muốn test cho nó hoàn hảo cho anh em cảm nhận được ha. Em xanh từng bước chậm em cúi đầu e thẹn không dám liếc nhìn cô bác hai bên mai đứng nghe tiếng thì thầm có nhỏ gai sắc trai tài hai đứa nó thật xinh đôi. Giao duyên thì Thanh Tú nó cũng đã trở về đó cho anh em thấy cái độ hoàn hảo của chiếc đài rất là cao. Thanh Tú đã bảo dưỡng cơ chạy tuyệt vời đó anh em. Thì con này mặt của nó bằng nhôm nghe anh em. Nhôm nó thiết kế lỗ nhỏ nhỏ li ti nó dập sơn đen nha. Bên hào hai bên hồi là bằng nhôm luôn nghe anh em. Viền thì trắng mà bên hông thì nó dập sơn đen. Mặt ở trên đây cũng là nước cũng là nhôm sơn đen dập chữ trắng. Rồi núm thì cũng bằng nhôm nghe anh em. Rồi cái mặt này nè cũng nhôm luôn nè. Núm này bằng kim loại. Ai qua nó làm rất là trau chuốt anh em. Cái chữ này cũng vậy nè. Chữ logo nó cũng dập nguyên cái nguyên nhôm nguyên khối nha. Thì đôi điều với anh em giới thiệu là như vậy. Chiếc đài rất là tuyệt vời. Chơi sưu tầm nó mang một cái chất hoài niệm cổ. Nhìn thấy rất là giá trị anh em. Ai qua không có chê vào đâu được. Thì qua quá trình sử dụng và đam mê thì Thanh Tú có làm cái dây coro mà tự chế, tự làm thủ công bằng tay mình để thay thế cái dây coro vải của nhà sản xuất đó. Thì những cái chiếc đài nào mà Thanh Tú lắp và bán cho anh em á, khi mà ví dụ như anh em xài độ 1 năm thì dây coro nó có thể nó bị lỗi, nó bị hư hay là nó ruột ra gì đó. Thì dây coro cao su thì dễ tìm rồi, nhưng mà cái dây coro trung gian vải này rất là khó nha anh em. Thì Thanh Tú sẽ hứa, Thanh Tú bán chiếc đài nào ra thì Thanh Tú sẽ thu nhận lại và bảo dưỡng thay dây coro vải miễn phí cho anh em. Và anh em chỉ trả tiền ship từ ở vị trí của anh em về nhà Thanh Tú thôi. Từ Hà Nội ship về Thanh Tú á, nếu mà gửi đường bưu điện á, thì chỉ 50-60 ngàn thôi anh em. Đó là cái lời tâm sự thiết thực và chân tình nhất. Rồi,
Cảm ơn anh em đã ủng hộ kênh của Thanh Tú và theo dõi kênh của Thanh Tú giới thiệu những chiếc đài hoài niệm xưa. Đó. Hẹn với anh em vào những dịp, vào những ngày tiếp theo á, Thanh Tú sẽ giới thiệu những cái chiếc đài mà mình đã bảo dưỡng được. Đó. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thanh Tú giao lưu với anh em qua số điện thoại 0919073813. Anh em có mến thì kết nối Zalo, Thanh Tú sẽ gửi hình ảnh chi tiết. Con này thay cô Ro, Thanh Tú có chụp lại nội thất luôn nè. Nội thất của con này rất là tuyệt vời, vàng ươm. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thanh Tú xin chào.